Xin chào các bạn. Ở trong video này hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái kinh nghiệm sử dụng AutoCAD, đó là làm sao để chúng ta có thể thiết lập được khổ giới layout, và cũng như là chúng ta sẽ trình bày dàn trang được một bản vẽ có một tỷ lệ ở trên cái môi trường layout. Thì ở đây mình đã có sẵn một cái ví dụ, đó là một bản vẽ người ta đã thể hiện ở trên cái môi trường là môi trường model. Và vẫn kết quả như này thì làm sao ta có thể thiết lập được ra được một cái tờ giấy với cái khổ giấy ở khung tên, đây là khổ A3, và chúng ta sẽ dàn trang ở trên môi trường layout. Thì các cái bước thiết lập các bạn sẽ cùng như sau. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng sang môi trường layout, đó là AutoCAD nó cho ta hai cái môi trường layout 1 và layout 2. Thì tại đây các bạn để xóa đi một layout. Đó, chuột phải và chọn delete. Ok. Tại đây tại layout duy nhất này các bạn có thể đổi tên này, như là mặt bằng nội thất tầng 1. Ok. Sau khi đổi tên xong rồi thì bước tiếp theo các bạn sẽ cần, đó là các bạn thấy môi trường layout chúng ta có cái này. Thì tại đây các bạn tạm thời bạn xóa đi cho mình cái khung MV ở đây, delete đi, chỉ để lại giữ lại tờ giấy thôi. Thì các cái bước thiết lập tờ giấy như sau. Bước số 1 là bạn sẽ chuột phải vào cái ông layout này và các bạn sẽ chọn vào PCF Layer. Ok. Thì nó sẽ hiển thị ra một cái hộp thoại như thế này. Đấy, thì tại đây các bạn sẽ chọn vào New để tạo một khổ giấy mới. Kích vào New. Tại đây các bạn sẽ chọn, ví dụ là các bạn sẽ muốn tạo ra một khổ A3 ngang để các bạn sẽ trình bày được cái bản vẽ kia. Các bạn nhập OK. Thì ngay lập tức thì cái khổ giấy A3 ngang nó sẽ hiển thị cho chúng ta để chúng ta thiết lập. Được chưa? Bây giờ chúng ta nhập OK. Thì ngay lập tức thì trong cái bảng PCF Layer nó xuất hiện cho ta một khổ giấy A3 ngang. Thì để hiệu chỉnh được khổ giấy A3 ngang các bạn sẽ kích vào đây. Các bạn sẽ chọn vào Modify. Nhớ nhá, chọn vào khổ A3 ngang và kích vào Modify. Thì tại đây chúng ta sẽ điều chỉnh cái khổ giấy A3 ngang bằng các cách như thế nào. Thì tại đây chúng ta sẽ có 5 cái vùng cần điều chỉnh. Một là Printer Plotter, hai là Paper Size, phần số 3 đó là phần Center Plot, phần số 4 là Plot Scale. Đấy. Phần số 5 sẽ là Property, phần số 6 sẽ là Plot Style. Thế chứ 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Thì 6 cái này các bạn sẽ đi theo thứ tự lần lượt cho mình, giống như các cái bước mà mình sẽ thao tác ngay sau đây. Cái bước đầu tiên để các bạn sẽ xác định được đó là cái phần khổ giấy, cái loại giấy các bạn muốn in ra, loại PDF chẳng hạn. Đây mình xuất ra PDF này, máy in ảo mình chọn là xuất ra PDF. Phần paper size chúng ta sẽ chọn khổ giấy, ở đây chúng ta sẽ lựa chọn là khổ A3. Khi khổ A3 chúng ta sẽ chọn là ISO A3. Thì có hai khổ là một khổ nằm ngang và khổ nằm đứng. Gì bản vẽ chúng ta nằm ngang thì chúng ta sẽ lựa chọn cái khổ là 420 x 7, khổ nằm ngang. Sổ xuống và chọn ISO 3 420 x 97. Tiếp đến thì cái phần layout chúng ta sẽ giữ nguyên, chưa cần động đến nó. Cái phần plot scale này thì các bạn sẽ tạm thời bạn sẽ đặt cho mình là 1. Plot scale bạn sẽ đặt cho mình là 1 1 1. Tỷ lệ là 1 1. Tiếp đến là phần property này, các bạn sẽ bấm vào trong property. Phần vùng thứ 3 này, chọn tiếp đến cho mình cái modify standard. Các bạn có thể kéo ông này, kéo xuống, kích vào phần modify standard đây. Rồi thì ở đây cái khổ giấy của chúng ta là như thế nào thì bạn sẽ chọn đúng là khổ như vậy. Ví dụ khổ giấy của ta đang chọn bên ngoài là A3, ISO A3 420 x 7 nằm ngang thì bạn phải chọn đúng ở trong này. Các bạn sẽ phải tìm được khéo léo, bạn có thể kéo cái bảng này thật là rộng ra để ta có thể nhìn thấy được nhiều cái danh sách hơn. Đây ISO 3 420 x 7 mm nhé, các bạn so nó không bị lệch một cái ký tự nào thì là đúng cái khổ giấy đó. Đây rất quan trọng, rất nhiều bạn chọn nhầm trong bước này. Tiếp đến sau khi chọn vào đây rồi, bạn chọn vào modify. Tại đây các bạn nhập cho mình 400, căn là 400, chọn next, finish và nhấp OK. Tiếp đến là cái phần plot style table này, các bạn sẽ chọn là mình nó là monochrome, in theo kiểu đen trắng ở đây. Tại đây bạn kích vào cái phần có thể in theo cái phần độ mờ của layer. Ok, vậy là đã xong. Bây giờ các bạn sẽ nhập OK. Thì sau khi nhấp OK xong thì bây giờ các bạn muốn set current cái khổ giấy A3 ngang này cho cái ông layout mặt bằng nội thất tầng 1 này, các bạn đang đứng ở đây. Thì các bạn sẽ khi bạn đang đứng ở cái phần layout của mặt bằng nội thất tầng 1 thì bạn sẽ chỉ vào khổ A3 ngang này, bạn ấn set current. Vậy là chúng ta cái củ giấy layout và bằng nổ tầng 1 này nó đã mang theo cái thuộc tính của củ giấy A3, tức là cái kích thước nó đang là 420 x 297. Và bây giờ thiết lập một chút về phần option. Trong phần display này các bạn vào phần display, bạn để phần color. Khi vào bạn shift layout, bạn đi form background, bạn chuyển về màu đen để nó thuần túy giống như môi trường của model, chúng ta sẽ nhìn nó sẽ trực quan hơn, nó sẽ quen mắt hơn. Bây giờ chúng ta đã có được một khung tên A3 420 x 297 để một ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang lại môi trường model. Đây là cái khung tên của chúng ta, đối tượng khung tên của chúng ta. Thì bây giờ biết cái khung tên này, bây giờ chúng ta để mà gán được vào trong cái môi trường layout này thì chúng ta phải đưa cái khung tên đấy về đúng là 420 x 297, được chưa? Thì chúng ta có cách đưa cái khung tên này như sau. Chúng ta sẽ gõ là vector, một hình vector 420 x 297. Tại đây các bạn sẽ scale nhỏ lại và sau đó các bạn align, cái khung tên này, các bạn lệnh align, các bạn có lệnh AL, các bạn sẽ align điểm 1 để làm sao để cho cái khung tên này nó bằng đúng cái kích thước của cái khổ giấy A3 420 x 297 ở đây. Yes. Vậy là đã chuẩn khớp 100%, tức là cái khung tên của chúng ta nó đã chính là cái tờ giấy A3 420 x 297 tỷ lệ 1:1. Tại đây các bạn sẽ nhấn tổ hợp phím Ctrl C để copy cái này, và các bạn sang bên layout và Ctrl V vào đây. Khi mà cái khổ giấy của chúng ta đã là A3 420 x 297 rồi và cái khung tên cũng là khung tên A3 420 x 297 tỷ lệ 1:1 thì nó sẽ bằng nhau. Bây giờ công việc chúng ta làm sao để chúng ta đưa được cái khung tên này nó khớp vào 4 cái mép của cái tờ giấy màu đen này. Đó. Bây giờ công việc tiếp theo là các bạn sẽ chuột phải vào cái này, chuột phải vào cái layout này, cho cái set manager này. Tiếp theo thì bạn sẽ vào cái của A3 Nga nhé. Nhớ là vào của A3 Nga, chọn vào modify. Sau khi vào modify rồi thì bạn sẽ chọn mình phần window. Trong cái của A3 Nga này, window, các bạn sẽ bắt cho mình điểm 1 và điểm 2, với tương ứng là điểm 1 là điểm góc trên và điểm 2 sẽ phải chéo tương ứng. Sau đó bạn nhập OK, nhập yes, nhập plug. Vậy là cái khung tên của chúng ta nó đã khớp với 4 mép của tờ giấy. Như vậy bây giờ chúng ta đã gần như là chúng ta thiết lập xong được cái của giấy layout và đưa được cái khung tên vào trong cái môi trường layout này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đưa được cái bản vẽ, làm sao để ta đưa được cái bản vẽ, làm sao để ta đưa được cái bản vẽ này. Đây mình sẽ move cái khung tên này ra ngoài. Làm sao ta đưa được cái bản vẽ này làm vào trong khung tên ở bên môi trường layout. Thì tại đây các bạn sẽ vẽ cho mình cái khung MV. Cái lệnh là MV. Các bạn có thể tạo ra một cái layer khác để các bạn vẽ khung MV. Thì các bạn sẽ tích một điểm ở vị trí góc cao hơn khung tên một chút và điểm góc dưới cũng tương ứng như vậy. Miễn làm sao để nó nằm khung ra ngoài nha, không nên đặt khung nó trùng với mép của khung tên mà nên đặt cho nó ra bên ngoài, nhìn giống như cái hình vẽ mình đang thể hiện ở trên video đây. Tiếp sau đó để các bạn có thể vào được trong khung MV này, các bạn sẽ kích nút vào bên trong. Đó. Và các bạn sẽ lăn chuột. Thì bên trong này chính là cái môi trường model. Thì tại đây các bạn sẽ zoom lớn lên cho mình. Đó, zoom lớn lên. Ở đây mình ước chừng là cái bản vẽ này là một bản vẽ mặt bằng nhà lô. Thì bây giờ mình sẽ gán tỷ lệ cho cái bản vẽ này bằng cách như sau. Các bạn ra ngoài, các bạn kích vào cái khung MV. Đấy, có thấy một cái phần đó là thang tỷ lệ ở dưới này. Đấy, các bạn kích vào cái khung MV, nó sổ cái thang tỷ lệ lên. Nếu như bạn không có tích vào khung MV này thì cái thang tỷ lệ sẽ không có, bắt buộc các bạn phải tích vào đây. Mình có cái thang tỷ lệ này. Đấy, thì tại đây các bạn thấy là có cái ông 1/50 đấy, hoặc là cái tỷ lệ nào mà các bạn mong muốn các bạn gán cho bản vẽ thì các bạn sẽ add thêm vào trong này. Để ví dụ mình add thêm vào phần custom này, add thêm với một phần là 60 này. Đấy, thì mình đặt ở đây là một đơn vị này bằng 60 đơn vị thực tế này, vẽ này. Đấy, thì ngay lập tức thì trong cái thang này nó cũng cho ra một tỷ lệ là 60. Đấy, thì bây giờ để gán được cái tỷ lệ cái khung tỷ lệ cho cái khung MV này thì bạn sẽ kích vào đây, bạn chọn 1/60 hả? 1/60. Hoặc là bạn có thể là gán cho 1/50 để cho nó fit hơn một chút nữa. Ok. Sau khi gán xong bạn kích vào trong và bạn pan, tức là D. ok không? Tự nhiên mình nhìn tầm này mình thấy là ổn rồi, bạn kích ra ngoài. Nhớ là khi mà kích vào trong thì bạn không được lăn chuột, bởi vì nếu mà lăn chuột là các bạn sẽ mất đi cái tỷ lệ của nó. Như vậy thì cái khung MB chúng ta đã đang mang tỷ lệ là 1/50. Để mà bảo toàn được cái khung này nó không bị nhảy cái tỷ lệ thì bạn sẽ kích vào cái biểu tượng ở trên này. Chọn vào khung MB, các bạn vẫn chọn vào MB và kích vào biểu tượng khóa bên cạnh cái thang tỷ lệ này. Đấy, vậy là khi ra khóa vào rồi thì ta kích vào bên trong, chúng ta lăn thì hoàn toàn là bản vẽ không bị nhảy. Kích ra ngoài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử in thử cái bản vẽ này. Chúng ta bấm tổ phím là Ctrl P trên bàn phím. Thì tại đây các bạn sẽ quan tâm cho mình đến cái mục đó là Plot Area. Các bạn sẽ sổ xuống và chọn phần Layout. Layout tức là nó sẽ in cái vùng in là như thế nào, thì nếu bạn lựa chọn Layout nó sẽ in tất cả những gì có trong cái mục Layout, tức là nó sẽ in tất cả những cái gì có trong cái tờ giấy này. Đấy, trong cái phạm vi của tờ giấy nó sẽ in ra, tất cả những đối tượng bên ngoài nó sẽ không được in ra. Thế tại đây các bạn sẽ chọn là Preview. Thì đây chính là cái sản phẩm của chúng ta. Ở đây các bạn thấy là các đối tượng nó đang mờ đúng không ạ? Thì có thể là trong cái phần thiết lập về kiểu nét ở đây màu sắc nó đang bị nhạt. Các bạn thể chọn ôn tất cả các màu sắc này. Click ông đầu tiên, giữ Shift và chọn ông cuối cùng. Sau đó nhập là 100 ở ô dòng stream này. Ok, Save. Thực hiện cái thao tác này dành cho các cái củ giấy. Và đây tại đây các bạn sẽ review thử lại. Ok, đây chính là cái bản vẽ chúng ta đã thu được kết quả nhận. Vậy là chúng ta đã trình bày xong được một cái bản vẽ trên layout cũng như các cái bước chúng ta thiết lập một cái khổ giấy A3 ở trên cái môi trường layout này. Các bạn có thể thiết lập tương tự những cái khổ giấy khác với những cái kích thước giấy là A4, A3, A2 hoặc là A1, A0 tùy theo trên này. Đấy, còn các cái bước làm khác thì các bạn sẽ làm tương tự, chỉ cần thay cái khổ giấy tương ứng mà các bạn lựa chọn, giống như các cái bước ở trong video mình làm rồi. Ok, chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bất kỳ bạn thắc mắc nào thì bạn hãy đặt ở bên dưới video này, mình sẽ trả lời và giải đáp thắc mắc này cho các bạn. Xin chào.